quỷ Bermuda, một vùng biển đầy bí ẩn nằm giữa Bermuda, Puerto Rico và Miami, đã trở thành chủ đề của vô số truyền thuyết và những câu chuyện kỳ bí trong hàng thế kỷ qua. Với cái tên Tam Giác Quỷ gợi lên sự rùng rợn và hoang mang, nơi đây nổi tiếng với những vụ mất tích kỳ lạ của tàu thuyền và máy bay mà không một lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra. Khi bạn nhìn thấy những thước phim quay từ trên cao, hình ảnh bờ biển Sinky Bay tuyệt đẹp ở Bermuda hiện ra như một bức tranh thiên đường với những bãi cát trắng mịn và làn nước xanh trong vắt. Nhưng phía xa ngoài đại dương, Tam Giác Bermuda lại hiện lên như một vùng đất bí ẩn, nơi mà nhiều người tin rằng những thế lực siêu nhiên hoặc hiện tượng từ tính kỳ lạ đang ẩn mình bên dưới làn nước lặng lẽ. Hình ảnh người đàn ông cô độc giữa đại dương của Tam Giác Bermuda bao quanh bởi những đám mây lớn và huyền bí, càng làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ nhưng đầy nguy hiểm của nơi này. Bầu trời rực rỡ với những đám mây cuộn mình, như thể thiên nhiên đang chuẩn bị một cuộc gặp gỡ với những thế lực vô hình. Giữa khung cảnh đó, cảm giác cô đơn và bất an càng trở nên sâu sắc khi người ta không thể biết được điều gì đang chờ đợi phía trước. Có vô số giả thuyết đã được đặt ra để giải thích về sự biến mất bí ẩn tại Tam Giác Quỷ. Từ hiện tượng từ tính lạ lùng làm mất kiểm soát thiết bị dẫn đường, đến những giả thuyết về hành động của người ngoài hành tinh. Nhưng dù lời giải thích có là gì, Tam Giác Quỷ Bermuda vẫn mãi là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới, khơi dậy trí tưởng tượng và sự tò mò của con người suốt bao nhiêu thế hệ.